đang đi dạo bờ biển, thanh niên bất ngờ đổi đời khi vô tình phát hiện vàng nổi. Cụ thể thì sau những ngày bị dí deadline sắp mặt, anh chàng này đã tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa, cụ thể là đi hít thở vitamin C. Cứ nghĩ những ngày off không lương sẽ trôi qua như thế, nhưng anh lại vô cùng bất ngờ khi đang đi dạo thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó màu trắng đục, hơi ngả vàng, nổi lềnh bềnh phía xa. Và anh chắc mẩm rằng thứ mình đang nhìn thấy chính là long diên hương. Một cục nhỏ thôi đã có giá sương sương vài tỷ khiến anh vô cùng thích chí, vội khoe nó lên với cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, dân tình vì chưa bao giờ nhìn thấy long diên hương ngoài đời thực nên cũng háo hức không kém. Thôi xong, chuyến này đổi đời từ nhân viên thành tổng tài bá đạo rồi. Giao rồi, hình như là phân cá voi thiệt chứ không đùa đâu. Tưởng đi biển cho vui, ai ngờ va phải cục vàng, đúng là tới số. À nhầm, tới công chuyện. Tuy nhiên số khác lại cho rằng tất cả chỉ là cú lừa. Việt Nam thì làm gì có cá nhà tán mà có long diên hương, ăn nói xả lơ. Cục xốp thôi mấy cha ơi, đâu ra mà lụm vàng. Nếu là long diên hương thiệt thì đã ra lụm vội, chứ ở đó mà quay cho người ta hốt mất hay gì. Còn bạn, bạn nghĩ thứ đang nổi lềnh bềnh kia là gì? Có phải là cục vàng nổi hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.